Vợ mình là luôn đúng, vợ mình xinh nhất hành tinh. Thôi, từ từ tính tiếp đi. Cho ly nước ép không đường. Mà bị điếc hả? Cho ly nước ép không đường. Đây không bị điếc mà không biết đó có bị đuôi không. Nhìn coi chỗ này ta bán cái gì. Hủ tiếu, hủ tiếu. Ủa bộ ba đời mới thấy hủ tiếu sao mừng dữ hả? Anh Tài nói thấy cái quán hủ tiếu là tới nhảnh rồi. À, bạn Tài hả? Ừ. Thế tôi chỉ cho. Tôi cái gì tôi cũng biết hết trơn á. Mà quan trọng có biết điều với tôi không thôi à. Giờ muốn hỏi gì? Tôi tới đây là để tìm vợ anh Tài. Nghe nói là vợ anh khờ dại lắm, không có biết xài tiền à. Cho nên tôi muốn tới đây để xài phụ. Nghe nói vợ Tài khờ lắm hả? Ai nói với cô à bà khờ? Anh Tài. À, không tội nghiệp bà. Bà khờ lắm, bà ngu dại dữ lắm. Tôi nói thiệt á. Mà cô biết không, cô mà có gặp bà đó ha, nghe không? Cô nói cái gì, cô nói hoạch tét ra. Cô muốn cái ý cô như thế nào? Nói thẳng là bị bà khờ lắm. Nó mé mé mà không có hiểu. Thôi. Dạch ra hết cho bà hiểu nghe không? Tôi chỉ cho cái nhà đằng kia kìa. Đây nè, đứng lên tôi chỉ nha. Đó, cái nhà đó đó, thấy không? Đó. Cái nhà đó là của người đàn bà khờ dại nhất sớm đó. Tới đó đây, muốn gì nói hoạch tét ra nghe không? Đừng có nói tắt mà không hiểu đâu. Thôi, bớt nhiều chuyện đi. Anh Tài nói cho tôi biết hết rồi. Ừ. Còn nhiều chuyện chưa biết lắm. Chờ rồi xem hen. Nhìn phong cách rất là kiêu sa chảnh chẹ. Bước vô nhà chẳng ngó một ai. Kính chào tiểu thư. Chẳng hay tiểu thư đến nhà của tiện nữ có việc gì vậy hả? Tôi đến đây để mua một trái tim. Một trái tim? Trái tim ai? Tim heo hay là tim gà? Trái tim của chồng nàng. Tôi bán chồng tôi sao? Bán sao? Đúng. Ôi trời ơi, ai vậy? Ai làm cho tôi thấy sợ vậy? Hả? Ủa, thôi mà không giỡn nữa, không diễn cai lương nữa, trở lại đời thường. Nè, cô là ai vậy hả? Cô bước vô nhà tôi, cô không có chào hỏi về ai hết, cứ đi ngang trong nhà người ta vậy hả? Cô là ai? Tôi đến này để thăm nhà. Ở thăm nhà? Ủa, ở thăm nhà tôi thì cũng ít ra cũng phải báo cho tôi biết chứ. Cần gì phải nói, dù gì căn nhà này cũng sẽ là của tôi mà. Hả? Trời ơi, con nhỏ nói chuyện ngang ngược dễ sợ. Là sao nói gì không hiểu? Bà lo mà ly dị với chồng bà đi. Để ảnh còn rước tôi về để làm vợ cho ảnh nữa. Ôi trời ơi. Ghê quá. Cái đồ cháo chúa lộn chồng. Trời cửi luôn. Ghê quá. Bà mà mau á, ly dị đi. Để tôi còn về đây làm chủ căn nhà này nữa. Xong chưa? Hả? Xong rồi, phải nói. Chạy nhanh quá, quên mất chiếc giày nó mất tiêu rồi. Giày xịn chứ bộ. Lần này họ phải bắt ông Tài mua một lần mấy đôi mới cho mình mới được. Còn chiếc giày sao mang, mất luôn vô rồi. Ui da.
con quỷ cái này mà không phải bồ của tôi á, đập nó xịt xỏ liền tức thời đó. Bây giờ nghĩ lại thằng Kiệt nó nói đúng, trên đời trời đất này chỉ có mình là vừa sợ vợ vừa sợ bồ thôi. Nhục quá nhục mà. Ui da, ui da, ôi trời ơi. Lily hả? Tụt chân bé bỏng của anh. Anh đang bận, anh đang họp mà. Anh đang lu bu nhiều thứ lắm. Anh đang thấy em rồi nè. Anh Tài, đứng lại, ngồi xuống đó cho em. Anh Tài, em có biết đâu. Anh mua giày mới đây lại cho em đi. Bà vợ anh đánh em hả? Cái ông kia ổng suối bà đánh em hả? Giờ cả thế giới né với em quá à. Trời ơi, biết đâu. Đánh em hư giày luôn hả? Tại sao vậy chứ? Tại sao mọi người dập liễu vùi qua em như vậy? Đánh mọi người đáng thương mềm mỉm như vậy chứ? Em không biết đâu anh đâu. Được, em bình tĩnh, đừng khóc. Anh có cách rồi. Bây giờ vậy nha. Bây giờ á, tục tưng của anh nè, cầm tiền này nè. Đây, em cầm số tiền này, em ra chợ mua 8 đôi giày cho anh. Mua 8 đôi giày để mình xài từ từ ha. Còn nhiêu tiền á, mua bông băng thuốc đỏ vì trước sau cũng bị đánh nữa à. Trước sau mình cũng có gặp cái tai nạn nhỏ nhỏ chứ mình biết mình có để mình phòng thân vậy mà. Thôi được rồi, em về. Mà anh nhớ là anh phải giải quyết chuyện này cho em á nha. Nên em với anh đó luôn. Anh hứa với em mà tục tưng. Anh hứa với em mà, cái lời anh về đi ha. Anh hứa, anh lo hết. Anh nhớ đó nha. Anh lo hết. Anh tự nhiên kêu hết không có dí à? Dạ sao nãy giờ vô không kêu hủ tiếu ăn anh? Tại vì bận nói chuyện. Dạ căng quá ha. Quá căng luôn. Ủa? Trời ơi, vợ anh với lại bồ anh á như hai con sư tử Hà Đông vậy đó. Ai cũng dữ thế, ghê quá. Ghê quá. Nhìn hết giống con bồ. Trời ơi, hả? Thấy hèn quá mà. Nhá ông vô ông hiếp tôi mà. Trời ơi. Ủa anh sao vậy? Em đâu có đánh đập anh đâu mà tự nhiên là cái dáng anh hết cục bầm tím gì vậy? Anh vậy nè, anh đi mà lo suy nghĩ lung tung trong việc làm, cái anh đụng đầu từ cái răng. Ui dạ, cái này đau thiệt à, đau thiệt, cái này đau thiệt em à. Này, minh họa hơi lố. Đó rồi anh đi bị đập đầu vô trán chứ không có gì hết trơn á. Nè, tôi nói cho nghe nha. Sáng giờ tôi xui lắm rồi nha. Tôi gặp một con điên đánh ghen ngược ha. Rồi tôi còn gặp bà hung dữ với bà la sát. Trời ơi, sao hôm nay xui quá vậy trời ơi. Anh nghĩ sao vậy hả? Anh nói là anh thương em. Vậy á mà anh đi ra đường anh cặp bồ cặp bịch. Còn ông nữa, thấy không? Ông là xúi cái con quỷ đó vô nhà tôi quậy đúng không? Phải không ông? Làm gì có em. Làm gì có, không có chuyện đó đâu. Trời ơi, anh không có biết đâu. Nó nhào vô nhà mình hả? Nó chỉ vô mặt em, nó nói em là phường giật chồng. Nè, thôi bình tĩnh, chỉnh quần, chỉnh áo lại đàng hoàng. Mặc áo đậm mà chỉnh gì? Rồi, nghe tôi nói chúng ta hiểu lầm rồi. Cái con nhỏ đó nó có tới đây. Nó tới đây. Nhưng mà tôi chỉ nó, mà tôi không có chỉ nó vô nhà bà. Ủa? Tôi chỉ nó vô căn nhà ma ám. Nhà ma ám đó. Nhà ma ám. Vậy là nhà của Vũ. Đúng rồi, vậy là bồ của Vũ. Em đánh ghen lộn bồ của Vũ rồi. Vậy là cái con nhỏ đó là bồ nhí của ông Vũ. Đúng rồi. Hiểu rồi, bây giờ em sẽ đi mua hộp gà để em tặng lại cho bồ ông Vũ. Coi như là em lấy lòng lại. Đúng rồi. Đúng rồi, đi. Không, bây giờ em suy nghĩ lại. Tốt hơn hết đó là em nên mua chục hộp vịt lộn. Ủa, sao mua vịt lộn? Sói ca thích ăn hộp vịt lộn. Đúng rồi, mua cho cha Vũ đi. Cha Vũ đèo bồng lắm. Vừa có vợ mà vừa có bồ nữa. Thôi, tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Chút nữa trái nhà lòi mặt chuột rồi, hú hồn. Sợ vợ có gì sai, có sai mà sai vợ là ăn đòn hay nha. Sợ vợ có gì sai, có sai mà sai vợ là u đầu. Ui da. Em ơi đừng có la, anh lon ton chạy quét nhà. Anh đang rửa chén nè, em uống gì anh pha. Em ơi đừng khó khăn, anh luôn luôn cố gắng mà. Anh là ô sin cao cấp, em mệt về nhà anh lo. Sợ vợ có gì sai, có sai mà sai vợ là ăn đòn hay da. Sợ vợ có gì sai, có sai mà sai vợ là u đầu. Đây anh em mày râu ơi, sợ vợ sống được lâu. Sợ vợ ta mới ngầu, nên sợ vợ ta mới giàu. Vợ ta nên ta sợ thôi, sợ vợ có gì sai. Vợ mình là luôn đúng, vợ mình xinh nhất hành tinh.